Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Tại Voice. Mời bạn lắng nghe truyện dài Còn chút gì để nhớ. Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đơn vị cấp phép xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ. Giọng đọc: Thanh Hiền. Dường như khi trở thành một chàng trai 18 tuổi Không chú bé nào là không phấn khởi Đối với tôi cũng vậy Đó là một ngày kỳ diệu vô cùng Tôi còn nhớ trước đó 2 năm Khi một đứa bạn cùng lớp hí hững khoe Thế là năm nay tao 18 tuổi Tôi đã ghen tị một cách khổ sở với hạnh phúc của nó Mặc dù lớn xác như nó Đi học trễ hơn bạn bè 2-3 năm Chẳng được cái vinh dự gì ngoài mỗi ưu điểm to con nên được cô chủ nhiệm phân làm lớp trưởng. Tuy nhiên 18 tuổi vẫn cứ là 18 tuổi, vẫn cứ là cái tuổi oai vệ, đáng ao ước và đầy bí mật đối với bọn nhóc tỳ như tôi. Lúc đó, tôi đã cay đắng vô cùng khi nhận ra rằng mình phải phấn đấu đến 2 năm đằng đẵng nữa mới được như nó. Thế rồi mãi học hành, mãi vui chơi, tôi quên bén mất sự mong ngóng nôn nao của mình đùng một cái. Nó tới lúc nào chẳng hay. Cái tuổi 18 mấy. Nó tới và nhe răng cười với tôi vào một buổi sáng rực rỡ, đầy ấp nắng hồng và hương thơm. 18 tuổi, tôi có hai niềm vui rộng lớn. Hai bước đi quan trọng trong cuộc đời. Một chân bước vào ngưỡng cửa người lớn và một chân chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Cửa người lớn thì rộng, Trẻ em tới tuổi cứ sọc vào tự do, chẳng ai cấm cản hay xoát vé. Nhưng cửa vào đại học thì không phải dành cho tất cả mọi người. Muốn vào phải thi, mà phải thi đậu kia. Quê tôi không có trường đại học. Hồi nhỏ tôi học cấp 1 ở trường xã. Những ngày lười đi học, bị mẹ vác roi rượt chạy tới tận cổng trường. Lên cấp 2 phải ra trường huyện. Lên cấp 3 lại ra tỉnh lỵ trường tỉnh chỉ mới mở lớp 10. Tôi tính học xong lớp 10, sẽ sinh ra thành phố học tiếp. Nhưng tôi vừa học xong lớp 10, trường mở thêm lớp 11. Tôi học hết lớp 11, trường lại mở lớp 12. Tôi đã học lê lết hết trường này đến trường khác. Nhưng thật, tôi chưa thấy trường nào dễ thương như trường tôi đang học. Làm như ban giám hiệu sợ tôi buồn, nên cứ mở hết lớp này đến lớp khác cho tôi học. Nhưng đến khi học hết lớp 12, thì tôi đành phải giả từ tỉnh lỵ. Lúc đó, tôi đã thi đổ tú tài hai với hạng bình thứ, một thứ hạng thường thường bậc trung nhưng cũng đủ cho tôi dọn đường vào đại học. Những học sinh tỉnh lẻ miền Trung như tôi muốn vào đại học phải chọn một trong hai nơi, hoặc ra Huế, hoặc vào Sài Gòn. Tôi phân vân hoài, không biết nên đi ra ngõ ngoài hay đi vào ngõ trong. Bà tôi lúc này ở xa, không góp ý gì cho tôi được. Là sĩ quan quân đội, ông bị điều động đi hết nơi này đến nơi khác, năm thì mười họa mới tạc về thăm gia đình. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con tôi, mẹ tôi thì suốt đời lo chuyện nội trợ trong nhà, đâu có rành ba cái chuyện tiến thân của tôi. Tôi hỏi thì mẹ tôi hỏi lại. Vậy chớ thằng Hoa đi đâu? Hoa là thằng bạn thân cùng lớp, tôi hay dẫn về nhà chơi nó đi Huế." Tôi đáp, "Vậy thì mày đi Huế học cho có anh có em." Cái kiểu mẹ tôi trả lời, muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Cái câu đó cũng có nghĩa là tùy mày. Tôi bỏ ra đường quốc lộ, đứng trong Nam trong Bắc một hồi. Cuối cùng, tôi quyết định xuất hành về hướng Nam. Kệ, đi Sài Gòn cho biết. Tôi nhủ bụng, còn Huế thì mình đã đến một lần rồi. Chuyến đi Huế của tôi xảy ra cách đây 5 năm. Lúc đó tôi mới 13 tuổi. Đó là một chuyến đi chẳng thú vị gì và bắt đầu bởi một tai họa không đâu. Một bữa trưa, đang ngồi ăn cơm, thấy hai con chó giành nhau khúc xương, cắn lộn ầm ĩ dưới gầm bàn. Tôi liền đưa chân can thiệp. Con bị lễ phép, thấy chân chủ thò ra, cúi đầu chào một cái rồi cụp đuôi lãng mất. Còn con Mino đang say máu, tưởng chân tôi là cục xương, bèn nghe răng đớp một phát, máu chảy rồng rồng. Bị chó nhà cắn tưởng chuyện bình thường, không về hai ngày sau, con Mino tự nhiên lăn đùng ra chết, mõm sùi bọt. Mẹ tôi hoảng lên, nghi con Mino bị dại, bắt tôi đi chích thuốc. Thuốc trị bệnh chó dại của viện Pasteur lúc đó chỉ có ở Quy Nhơn hoặc ở Huế. Nhưng ở Quy Nhơn, tôi không có bà con thân thích chú năm em ruột ba tôi là trung sĩ quân y đang đóng ở huế thế là tôi theo cô tôi lên đường ra đất thần kinh bụng thon thót cứ sợ chết dọc đường vừa ra đến nơi tôi chưa kịp thở đã vội vã theo chú năm đến bệnh viện cái bệnh viện đó lớn nhỏ như thế nào bây giờ tôi không nhớ ngược lại tôi nhớ mãi Nhớ đến già cái mũi kim to sụ Lầm lũi chích vào da bụng tôi Cái thứ thuốc đùng đục Đầu muốn thấu xương Mỗi khi chích thuốc xong Bụng tôi nổi lên một cục to bằng quả trứng gà Dọc đường từ bệnh viện về nhà Tôi phải lấy tay xoa mãi Ngày này qua ngày nọ Liên tiếp hơn nửa tháng trời Cứ khoảng 9 giờ sáng Tôi lại đến bệnh viện chích thuốc Thoạt đầu chú Năm dẫn tôi đi Về sau tôi đi một mình những lúc rảnh rỗi trong ngày. Tôi cũng theo chú Năm đi đây đi đó, nhưng trong trí nhớ của tôi, những thắng cảnh của Huế nhạt nhò hơn mũi kim tiêm kia nhiều. Nhưng dù sao, tôi cũng đã đặt chân đến Huế. Còn Sài Gòn thì trước nay tôi mới chỉ nghe nói đến, mới chỉ đọc trong sách báo, xem trong phim ảnh. Trong trí tưởng tượng của tôi, Sài Gòn như là một nước nào đó, kỳ diệu và lạ lẫm. Hiếm hoi lắm mới có một người ở quê đi Sài Gòn. Khi về, họ kể trăm chuyện lạ lùng. Người lớn con nít ngồi bu quanh nghe như nghe chuyện cổ. Có người đi khoảng nửa tháng về, tiếng nói nghe cũng đã khác. Thay vì nói trời đất ơi, họ lại kêu chèn đét ơi, nghe lạ hoắc. Họ không nói khác nước quá xá như trước đây mà nói khác nước quá à ơi như thằng Bảo con ông Năm Khang, đi Sài Gòn về ghé nhà tôi chơi. Lúc chào về, nó không nói về như mọi khi, mà lại nói chào thiếm sáu con dìa, khiến mẹ tôi phải ngớ người ra một hồi mới hiểu. Nhưng thường thường, những người này chỉ giả giọng Sài Gòn lấy oai với bà con chồng sớm chừng một tuần, lại trở về với cái giọng quê kiển thường ngày của xứ tôi như cũ. Tất nhiên, tôi muốn vào học ở Sài Gòn không phải để Tết về thưa mẹ con mới về như kiểu thằng Bảo. Ở lứa tuổi 18 đôi mươi, con người ta ai cũng muốn đến những thành phố lớn, những chốn văn minh đô hội để mở mang hiểu biết và thử sức với đời, nhất là một chàng trai tỉnh lẻ như tôi. Ngày tôi lên đường, ngoài mẹ tôi và mấy đứa em tôi, còn rất nhiều bà con họ hàng tiễn tôi ra tận bến xe. Nếu bà tôi có nhà, có lẽ ông sẽ đi cùng với tôi vào Sài Gòn nhưng ba tôi không về được. Tôi đành phải đi một mình. Ngoài vali đựng quần áo, sách vở, tôi còn mang theo một túi sách to tướng. Trong đó, mẹ tôi nhét đủ thứ đồ ăn, thuốc men và bánh trái. Mấy ngày trước đó, các cô chú cậu mợ dì dưỡng của tôi đem biếu tôi không thiếu một thứ gì. Làm như tôi là Robinson chuẩn bị ra hoang đảo vậy. Bánh trái các loại, tôi đã ăn lấy ăn để hai ba ngày nay, vậy mà khi đi tôi chỉ có thể mang theo chừng một phần ba cả tuần lễ nay mẹ tôi đã dặn dò tôi đủ điều vậy mà đến bây giờ khi tôi đã ngồi trên xe rồi mẹ tôi vẫn cảm thấy còn nhiều điều chưa kịp nói bà đứng bên cạnh thùng xe thò tay qua ô cửa nắm chặt tay tôi miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại những câu tôi đã thuộc lòng không hiểu sao tôi chẳng thấy buồn chút nào có lẽ tâm trí tôi mãi nghĩ tới cuộc sống mới lạ và hấp dẫn đang chờ đợi tôi phía trước. Chỉ đến khi xe lăn bánh, ngoảnh đầu lại thấy mẹ và các em tôi cùng các cô dì chú bác khuất dần sau lớp bụi mờ, tôi mới hay mình đã khóc. Từ quê tôi vô Sài Gòn, xe chạy hơn 2 ngày một đêm, Xe tới bến lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật Ông sồn sồn ngồi bên cạnh lay vai tôi Dậy đi chú em Tới nơi rồi Tôi giật mình mở choàng mắt Đợi hành khách xuống gần phân nửa Tôi lật đật chui ra Bến xe đông nghịch người Quán xá chen chúc cả dãy dài Hàng rong khắp nơi Tiếng rào in ỏi Trong khi tôi đang ngơ ngác trước cảnh tượng náo nhiệt Thì đám xích lô bu lại cả chục giọng chào mời. Thầy hai đi đâu? Lên xe tôi chở về. Tự dưng được thiên hạ kêu thầy, tôi vừa thinh thích vừa thấy ngộ ngộ. Trong khi tôi đang phân vân, chưa biết nên đi xe nào, thì một anh thanh niên vẹt đám người bước tới, giật chiếc vali trên tay tôi rồi phăng phăng chạy đi. Tôi đớ người, tính la lên, bỗng anh thanh niên quay cổ lại kêu tôi, trong khi chân vẫn tiếp tục rảo bước. Thầy hai lại đây, tôi trở về. Không biết làm sao, tôi đành phải vội vã đuổi theo anh xích lô quỷ quái nọ. Trong bụng đã bắt đầu thấy ớn cái đất Sài Gòn. Đuổi theo tôi là những tiếng chửi lầm bầm của đám xích lô bị giật mối. Anh xích lô một tay đẩy xe, một tay đưa vali cho tôi. Thầy hai ngồi ôm vali, còn cái túi trên vai thầy hai đưa đây. Tôi để trên càng xe, đỡ lấy cái túi sách trên tay tôi, anh xích lô bỗng la lên. Chết mẹ! Tụi lưu manh nó rạch cái túi của thầy hai rồi. Thầy coi lại thử có mất thứ gì không? Tiếng la của anh xích lô làm tôi bàng hoàng. Tôi cầm lấy cái túi sách và điến hồn khi thấy một đường rạch dài chạy suốt bên hông. Tôi lật đật đặt cái túi sách xuống mở ra xem. Cũng may là quần áo tiền bạc tôi bỏ trong vali. Túi sách chỉ đựng toàn bánh trái, nên bọn lưu manh chẳng lấy được gì. Chỉ tiếc là tiếc cái túi. Nhét chùm bánh đít bị lòi ruột vào lại trong túi. Tôi lặng lẽ leo lên xe. Trong lòng vừa hậm hực vừa lo âu. Thầy hai về đâu? Bây giờ tôi mới nhớ là mình chưa nói địa chỉ của dì ba. Nơi tôi sẽ ở trong thời gian tới cho anh Xích Lô biết. Dì ba là chị của mẹ tôi. Dì theo chồng vào Sài Gòn đã gần 15 năm nay. Hồi đó tôi còn nhỏ nên hình ảnh gì tôi chỉ nhớ loáng thoáng. Còn dưỡng ba thì tôi chưa gặp lần nào. Tôi chỉ biết dưỡng ba qua thư từ và qua lời mẹ tôi kể. Tôi nói địa chỉ nhưng dường như anh xích lô không nghe ra. Anh ta lại hỏi. Thầy hai về đâu? Tôi lại trả lời. Anh ta vẽn tay nghe xong lại lắc đầu. Thầy nói giọng khó nghe quá. Thầy nói đường đó là đường gì? cảm thấy lúng túng và mắc cỡ khi phải lặp lại lần nữa. Tôi liền rút tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho anh ta. Xem xong, anh ta gật gù. À, té ra thầy về đường bà Hạc. Bà Hạc mà khi nãy, thầy nói tôi nghe không ra. Xe chạy lòng vòng. Tôi ngồi ôm cứng cái vali trước ngực như sợ ai giật mất. Hình như thầy mới tới đây lần đầu. Anh xích lô vừa đạp, vừa lân la hỏi chuyện tôi gật đầu phải lần đầu không thầy anh xích lô lại hỏi tôi sực nhớ ra anh ta không thấy cái gật đầu của tôi liền đáp dạ tôi đoán là thầy vô đây đi học dạ dòm cái tướng thư sinh của thầy là tôi biết liền rồi anh ta khịt mũi nói tiếp sống ở cái đất này thầy phải coi chừng bọn cướp giật trộm cắp đầy rẫy nhất là ở các bến xe chợ búa mà tướng thầy thì khù khờ lời nhận xét của anh xích lô khiến tôi đỏ mặt may mà anh ta không nhìn thấy tụi nó rạch lúc nào lẹ quá tôi nói dễ ợt chứ khó gì đâu thầy tại thầy không biết đó thôi ôm trước ngực tụi nó còn rạch được nữa là đeo trên vai tụi nó chỉ cần đeo chiếc nhẫn có cạnh nhọn rồi giả bộ chen lấn, áp sát cái mặt nhẫn vô túi sách của thầy. Thầy quay qua quay lại là rẹt một cái liền. Nghe anh ta nói, tôi nghe lạnh sống lưng. Bọn chúng chơi kiểu đó, trời chưa chắc đã biết. Huống chi một kẻ khù khờ như tôi. Mãi nghĩ đến những chuyện u ám đó, tôi chẳng còn đầu óc đâu ngắm cảnh phố phường. Dù vậy, những đường phố thênh thang rộng rịp xe cộ những tòa building cao ngất hai bên đường cũng gây cho tôi một ấn tượng choáng ngợp. Thật khác xa các tỉnh lỵ, các thị trấn khiêm nhường ở quê tôi, nhất là khi đi ngang ngã bảy. Thật ra sau này tôi mới biết đó là ngã bảy. Tôi cảm thấy hoa cả mắt trước một giao lộ chằng chịt với cơ mang người xe qua lại. Lát sau, xe rẽ vào một con đường nhỏ và dừng lại trước một con hẻm. Tới rồi thầy hai, Tôi bước xuống đất, miệng hỏi. Anh lấy bao nhiêu tiền? Anh xích lô đỡ cái túi trên càng xe đưa cho tôi. Dạ, thầy hai cho năm trăm. Tôi chẳng biết mắt trẻ ra sao, cứ móc tiền đưa đại. Đối với tôi lúc này, về được tới nhà là yên tâm lắm rồi, khỏi phải sợ gặp trắc rối dọc đường. Voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.